Hello everyone, this is me, Miss Elsie. I'm very happy to be here with you in the English Grade 4 program. Xin chào tất cả các em, cô là cô Elsie, rất vui được đồng hành cùng các em trong chương trình tiếng Anh lớp 4. And we will start with Unit 1, Nice to see you again. Và chúng ta sẽ bắt đầu với Unit 1, Nice to see you again, rất vui được gặp lại bạn. Alright, let's go! Lesson 1. Number 1. Let's learn. Everyone, look at the picture, listen and say with me. Bây giờ cô mời các em nhìn vào tranh, lắng nghe và đọc cùng cô nhé. A. Good morning. Good morning. B. Good afternoon. Good afternoon. C. Good evening. Good evening. Very good. Nào, bây giờ cô mời các em nhìn vào những chiếc đồng hồ ở trên tường nhé. Chiếc đồng hồ thứ nhất chỉ vào buổi sáng. Và chúng ta sẽ nói là good morning, chào buổi sáng. Chiếc đồng hồ thứ hai chỉ vào buổi chiều. Chúng ta nói là good afternoon, chào buổi chiều. Chiếc đồng hồ thứ ba chỉ vào buổi tối. Và chúng ta nói là good evening, chào buổi tối. Very good. Number 2, let's talk. Here is my, and here is Miss Hien. Okay? My says, good morning, Miss Hien. Miss Hien says, good morning, my. Okay, now I am Miss Hien and you are Mai. Bây giờ cô sẽ là Miss Hien và các em sẽ đóng vai Mai. Chúng ta sẽ cùng thực hiện nhé. Good morning, Mai. Very good. This one. I am Mr. Lok and you are Fong. Good afternoon, Fong. Very good. Và bây giờ, cô sẽ là Miss Hien và các em sẽ là Mr. Lok. Good evening, Mr. Lok. Very good. Now, number 3, listen and tick. Everyone, look at the picture, and we have A, B, and C. Cùng mời các em nhìn vào bức tranh A, B và C. Chúng ta sẽ cùng nghe và thực hiện lựa chọn đáp án A hoặc B hoặc C nhé. 1. Good afternoon, Miss Hien. Hi, Nam. How are you? I'm very well, thank you. And you? Fine, thanks. Chúng ta nghe được gì nào? À, đây là một cuộc hội thoại giữa Nam và Miss Hien. Nam và cô giáo Hien. Vậy thì, thời điểm nào là thời điểm thích hợp để chúng ta lựa chọn A hoặc B hoặc C các em nhỉ? Bây giờ cô mời các em nhìn vào chiếc đồng hồ nhé. À, bức tranh A là buổi sáng, good morning. Bức tranh B, buổi chiều, good afternoon. Và bức tranh C, buổi tối, good evening. Cô mời các em cùng nghe lại và lựa chọn đáp án nhé. 1. Good afternoon, Miss Hien. Hi, Nam. How are you? I'm very well, thank you. And you? Fine, thanks. Do you have your own answer? Các em có câu trả lời của mình chưa? Và ở đây bạn Nam nói rằng là good afternoon, Miss Hien. Và chắc chắn lựa chọn của chúng ta sẽ là đáp án B. Very good. Chúng ta sẽ thực hành tiếp nhé. Bây giờ cô mời các em nhìn vào bức tranh A, B or C. Listen. 2. Good morning, Mr. Lok. Good morning, Fong. It's nice to see you again. Nice to see you too. Oh, this is the conversation between Fong and Mr. Lok. And Fong says, good morning, Mr. Lok. Đây là đoạn hội thoại giữa Fong và thầy Lok. Và ở đây Phong có nói rằng là good morning, Mr. Lok.
Và đáp án của chúng ta đó chính là đáp án A. Bingo. Very good. Number 3. 3. Goodbye, Daddy. Bye-bye. See you soon. Các em nghe được gì nhỉ? Ở đây bạn Mai nói rằng là Goodbye, Daddy. À, tạm biệt bố nhé. Vậy thì đáp án của chúng ta đó chính là đáp án A. Very good, everyone. Number 4. Look and write. Bây giờ cô mời các em nhìn vào bức tranh và hoàn thành câu nhé. Number 1. Good. Morning. Good job. Number 2. Good. Afternoon. Well done. Number 3. Good. Goodbye. Wow, good job everyone. We will stop lesson 1 here. Goodbye and see you again in lesson 2. Cô chào tạm biệt các em và chúng ta sẽ gặp nhau ở bài học video lesson 2 nhé.